Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em đi cày một mảnh vườn nha cô chú anh chị. Mảnh vườn này là thuộc về xã Quảng Phú, huyện Ca Rông Nô, tỉnh Đắk Nông nha cô chú anh chị. Tổng cái mảnh vườn này là chiều ngang là 14 mét, chiều dài là 70 mét nha cô chú anh chị. Đất đá lên thổ cư nha. Nay chủ nhà đang cần tiền chuyển đổi mục đích các cô chú anh chị nên là đang cần bán cái mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường nhựa nha cô chú anh chị, cách quốc lộ 28 là 300 mét nha cô chú anh chị. Cách trung tâm xã Quảng Phú, y tế, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nên nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 300 đến 400 mét nha. Còn về hướng Gia Nghĩa nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 60 cây, còn về hướng Buôn Ma Thuột là 70 cây nha cô chú anh chị, còn về hướng Sài Gòn là 270 cây nha. Còn về hướng Lâm Đồng thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 40 cây số nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang quan tâm tới mảnh vườn này liên hệ với em theo số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị. Đặc biệt kỳ mảnh vườn này nó có hai mặt tiền đường nha cô chú anh chị. Phía đằng sau của lô đất mình á, là mặt tiền đường bê tông nha, còn phía đằng trước á, là mặt tiền đường nhựa. Thích hợp cho cô chú anh chị về đây mình buôn bán, kinh doanh buôn bán cái khu vực này được nha cô chú anh chị. Nó có hai mặt tiền, phía đằng sau là mặt tiền đường bê tông, còn phía đằng trước là mặt tiền đường nhựa nha cô chú anh chị. Đất thì hiện tại bây giờ là nằm trong khu dân cư nha. Trên đất được chủ là làm một căn nhà cấp 4, giếng điện nước đầy đủ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị chỉ việc vào ở và làm ăn nữa nha. Phía đằng sau là lỗ đất trống là nó đối diện là mặt tiền đường nhựa nha cô chú anh chị, à, mặt tiền đường bê tông nha, còn là phía đằng trước nhà là mặt tiền đường nhựa. Anh chị mà đang xem cái video này kênh YouTube ấy, cho em xin một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nha, để em có động lực quay những cái lô đất rẻ nhất tốt nhất để cho cô chú anh chị mình tìm hiểu và tham khảo nha cô chú anh chị. Cái mảnh đất này nằm trong khu dân cư luôn nha cô chú anh chị, cực kỳ thuận tiện để cho cô chú anh chị buôn bán nhỏ lẻ nha. Hiện tại bây giờ là chủ nhà đang kêu giá là 700 triệu nha cô chú anh chị. Ngang 14, dài 70, hai mặt tiền đường. Phía sau là mặt tiền đường bê tông, còn phía đằng trước mặt tiền đường nhựa. Hiện tại bây giờ chủ nhà đang kêu giá là 700 triệu nha cô chú anh chị. Đất đã lên thổ cư rồi nha. Anh chị mà đang quan tâm thì liên hệ với em theo số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị.